Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, tính đến cuối năm 2023, tỉnh Trà Vinh có 55 mã vùng trồng nội địa, 24 mã vùng trồng lúa và trái cây xuất khẩu. Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã chủ động hướng dẫn bà con xây dựng mã vùng trồng, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, hướng tới xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Việc xây dựng mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các điều kiện khắt khe nhất về an toàn thực phẩm, mà còn làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý tại địa phương trong việc nâng cao năng suất, diện tích, chất lượng và đầu ra cho sản phẩm. Mới đây, ông Trang Tửng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh đã có buổi trao đổi về tình hình tiến độ thực hiện cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh. Thưa ông Trang Tửng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh, ông có thể cho biết là tính đến cuối năm 2023 thì tiến độ cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh được thực hiện như thế nào thưa ông? Kính chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Thì tính đến thời điểm cuối năm 2023 thì Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật đã làm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cấp 55 mã số vùng trồng nội địa, cũng như tham mưu cho Cục Bảo vệ thực vật thì cấp 24 mã số vùng trồng xuất khẩu. Thì trong 24 mã số vùng trồng xuất khẩu đó thì có 14 cái mã số cấp mới và 10 cái mã số thì duy trì, và đồng thời cũng cấp 4 cái mã số cơ sở đóng gói. Thì cụ thể là mã số vùng trồng nội địa, thì mã số này thì chúng ta cấp trong tỉnh thì có 55 mã số với diện tích là 4.462 hecta trên 4.480 hộ. Thì trong đó bao gồm có tất cả các huyện thị trong tỉnh. Về mã số vùng trồng để xuất khẩu thì cấp được 24 mã số vùng trồng với diện tích là 1.648 hecta trên 2.780 hộ. Thì gồm có 14 mã số cấp mới với diện tích là 896,96 hecta trên 1.370 hộ, và 10 mã số duy trì thì với diện tích là 751,6 hecta trên 1.410 hộ. Còn về cơ sở đóng gói thì cơ sở đóng gói này cũng phục vụ cho xuất khẩu, là cấp 4 mã số của cho cơ sở đóng gói thì trên các loại cây trồng như là sầu riêng, thanh long, mít. Thưa ông, trước nay thì nhiều bà con nghĩ rằng việc cấp mã số vùng trồng chỉ để phục vụ cho những nông sản xuất khẩu và chỉ có xuất khẩu thì mới yêu cầu cấp mã số vùng trồng. Vậy thì vấn đề này có đúng hay không và có cách hiểu nào khác không thưa ông? Theo một số ý kiến thì cái việc mà đăng ký để cấp mã số vùng trồng chỉ để phục vụ xuất khẩu thì hiểu cái này thì chưa hoàn toàn đúng. Thì đúng là đối với trước đây. Nhưng mà sau này thì chúng ta có thêm cái cấp mã số vùng trồng nội địa nữa. Do đó mà cái cấp mã số mà xuất khẩu á, thì chúng ta phải làm cái hồ sơ để mà đến gửi qua chi cục, để Cục Bảo vệ Thực vật ở ngoài Bộ Nông nghiệp á. Rồi họ sẽ gửi cái hồ sơ này cho Trung Quốc hoặc là cái nước nào người ta muốn nhập khẩu hàng của chúng ta đó, để họ kiểm tra hồ sơ. Thì sau khi thống nhất, họ thấy phỏng vấn, họ phỏng vấn trực tuyến hoặc là họ vào trong đây để họ kiểm tra, thì sau khi mà họ thấy đạt rồi thì họ mới đồng ý để mà Cục Bảo vệ Thực vật cấp cái mã số đó và cái nông sản đó sẽ được xuất khẩu. Còn hiện nay thì chúng ta lại có cấp cái mã số vùng trồng nội địa. Thì cái cấp mã số vùng trồng nội địa này do Cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật của Bộ Nông nghiệp đó là có ủy quyền cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là cái cấp giấy xác nhận. Thì cái mã số vùng trồng nội địa này là chủ yếu để là phục vụ cho các cái mà vùng trồng của chúng ta chưa đạt xuất khẩu, thì chúng ta trong nội địa chúng ta các cái vùng trồng thì chúng ta cũng được cấp cái mã số này, với cái mục đích là chúng ta tạo cái sự an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi đảm bảo truy xuất nguồn gốc, cũng như là tập cho bà con quen dần cái việc mà ghi chép sổ sách, để mà khi mà một nước nào đó họ cần cái mã số vùng trồng xuất khẩu thì cái nông dân, cái những cái hợp tác xã, tổ hợp tác chúng ta đã quen rồi thì chúng ta sẽ chuyển đổi sang cái cấp mã số xuất khẩu nó nhanh hơn. Thưa ông, trong quá trình cấp mã số vùng trồng có gặp khó khăn gì không và nhận thức của bà con về vấn đề này như thế nào? Một số khó khăn trong việc cấp cái và quản lý cái mã số vùng trồng như sau. Thì mã số vùng trồng đã được cấp thì phải bảo đảm về điều kiện diện tích. Ví dụ như xuất khẩu thì từ 10 hectare trở lên,
Còn về nội địa thì chỉ cần khoảng 1 hecta. Thì về cái nhân lực và cơ sở vật chất đúng theo quy định. Tuy nhiên cái diện tích mà này thì so ra thì cũng còn nhỏ lẻ, thì nó không được tập trung thành những cái vùng lớn nên khó khăn trong cái công tác kiểm tra, giám sát cũng như là cái quá trình hoạt động của các thành viên trong cái vùng trồng. Cái thứ hai nữa là theo quy định của Cục Bảo vệ Thực vật thì truy xuất nguồn gốc sản phẩm với các vùng trồng xuất khẩu thì các nông sản vùng trồng đều phải nhập dữ liệu ở trên cái phần mềm gọi là nhật ký canh tác. Cái phần mềm này thì nó được số hóa. Thì cái phần mềm này người nông dân thì không phải là ghi chép trong sổ như hồi xưa, mà phải về là muốn khi mà bón phân, xịt thuốc hay cắt tỉa cành hay là tưới nước gì đó thì họ đều phải nhập vào trong máy. Và mỗi ngày như vậy làm công việc gì họ cũng đều phải nhập vào hết. Thì đây là cái vấn đề đó là khó đối với người nông dân. Thì khó là do người nông dân thứ nhất là chưa quen và không phải ai cũng có cái điều kiện những cái máy tính như vậy. Rồi chưa có quen để mà nhập những cái phần mềm này. Vì này thuộc dạng số hóa. Và ngay cả cái vùng trồng nội địa cũng vậy, vùng trồng nội địa giờ thì có cái phần mềm. Sau khi mà được hướng dẫn thì người nông dân họ có làm bất cứ cái gì thì họ cũng đều nhập vô đó. Và cái việc quản lý này thì khi nhập rồi thì cái phần các cái hoạt động của cái chỗ vùng trồng đó, của các hộ mà tham gia vùng trồng đó thì được quản lý ở bên cục của Bộ Nông nghiệp cũng như của Sở Nông nghiệp. Tức là không sửa được, mà chúng ta đã làm cái gì vô đó rồi thì nó còn nghi trong đó, nó đã được số hóa. Do đó mà cái người nông dân này thì họ cắt, cái nông dân họ khó trong cái việc mà để mà nhập dữ liệu này. Rồi mỗi vùng trồng thì đều được cán bộ chuyên môn của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, như các cái quy trình kỹ thuật canh tác nhân dân. Tuy nhiên thì trình độ chuyên môn cũng như cái nhận thức của cái người dân á, thì cũng không có đều nhau, thì chưa có thống nhất chặt chẽ chung một cái quy trình. Ví dụ như vùng trồng đó thì họ sản xuất được cấp là về đậu phộng chẳng hạn thì phải thực hiện cùng quy trình, thì như vậy thì tới thời điểm là bón phân, tưới nước, xịt thuốc gì đó, sâu bệnh gì đó thì thường là một vùng giống nhau, thì nếu nhập thì họ phải có nhập vô cũng phải đồng đều giống nhau, do đó thì họ còn gặp khó khăn trong đó. Cái hai nữa thì cái vùng trồng thì cái ở xuất khẩu thì cái lợi ích thì rất rõ rồi. Ví dụ như sầu riêng chúng ta mà được cấp mã số vùng trồng mà được xuất khẩu thì cái giá nó rất là tốt, thì người dân sống rất là khỏe, rất là phấn khởi. Tuy nhiên còn đối với mã số vùng trồng nội địa thì khi mà chúng ta cấp thì cái người nông dân họ chưa có thấy cái lợi ích gì để mà thực hiện, do đó mà họ chưa có tập trung, họ chưa có quyết liệt để mà thực hiện. Và câu hỏi cuối cùng xin được trao đổi cùng với ông. Xin ông cho biết thêm là kế hoạch cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói trong năm 2024 sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông? Việc mà cấp mã số vùng trồng trong 2024 thì sẽ được tiếp tục, và không riêng 2024, các năm sau cũng vậy, và phải được tiếp tục và phải phát triển. Bởi vì đây là cái yếu tố quyết định để mà cái nông sản chúng ta được gia tăng được cái giá trị. Thì khi được cấp mã số vùng trồng như vậy thì nó có những cái lợi ích, là người nông dân họ sẽ được tập huấn, được làm quen, được hướng dẫn sao sản xuất vừa an toàn, vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả. Rồi là cũng là cái tiền đề là để mà chúng ta tạo cái nông sản của chúng ta xuất khẩu ngày càng nhiều hơn ra nước ngoài. Do đó cái công tác này sẽ được tiếp tục tăng cường. Và chúng tôi thì cũng có đề xuất là các chi cục cũng sẽ đồng hành và cũng sẽ hỗ trợ hướng dẫn cùng với các địa phương để mà hỗ trợ các địa phương để giúp người nông dân họ những cái vùng trồng có điều kiện thì chúng ta đều được cấp mã số hết. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Trăng Tửng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Trà Vinh với những thông tin vừa rồi. Cấp mã số vùng trồng là chìa khóa trong việc xây dựng lòng tin về chất lượng, uy tín nông sản, không chỉ đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu mà còn phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ nội địa. Bởi không chỉ thị trường quốc tế mới cần truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mà hiện nay, người tiêu dùng nội địa khi sử dụng sản phẩm nông sản nào cũng có nhu cầu cần biết sản phẩm đó được trồng ở khu vực nào, địa phương nào, ai là người trồng ra loại nông sản đó. Khi được cấp mã số vùng trồng sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thúc đẩy liên kết, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập của nhà nông. Chuyên đề khuyến nông của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết.
Cảm ơn quý khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.